Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay ngày 5 tháng 9 chững lại sau 4 ngày giảm liên tiếp. Hiện giá lợn hơi cả nước dao động trong khoảng từ 74 đến 80 ngàn đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang so với hôm qua, giao dịch ở mức 74.000 đến 77.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, giá lợn hơi đang ở mức cao nhất toàn miền, 77.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, giá lợn hơi hôm nay dao động từ 75 đến 76.000 đồng 1 kg. Còn tại Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, giá lợn hơi hôm nay đang ở mức thấp nhất cả nước, 74.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Nam cũng không có nhiều biến động, giao dịch trong khoảng từ 75.000 đến 80.000 đồng 1 kg. Bình Phước, Trà Vinh là những địa phương có mức giá đỉnh 80.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Vũng Tàu, giá lợn hơi thu mua được ở mức từ 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất 75.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Bạc Liêu. Cùng xu hướng chững giá tại hai miền Nam Bắc, giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, nhiều năm qua thì trang trại lợn giống siêu nạc của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thành Lộc nằm tại khu vực đồi Cột Cờ đã xả chất thải xuống đầu nguồn hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An, gây ô nhiễm nghiêm trọng về nguồn nước. Điều này khiến cho đời sống của hàng trăm hộ dân sống cạnh trại lợn cũng bị đảo lộn do mùi hôi thối từ nước thải bốc lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đầu nguồn hồ Tràng Đen, đoạn chảy qua quốc lộ 15, nơi trang trại lợn giống siêu nạc của công ty Đại Thành Lộc xả thải. Dù sau mưa, lượng chất thải đã được pha loãng, song vẫn có màu đen ngòm, đóng váng, mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Theo người dân, thời điểm nắng nóng, mùi hôi thối từ nơi đây có thể ảnh hưởng trong bán kính từ 1,5 tới 2 km. Vì cái trại lợn đấy nó nằm trên nằm đâu nguồn của trong nước. Mà là nước quá đặc lớn nó thải là có nếu như có một trổ mưa cái là họ thải cả ngày luôn, thải là không thể dẫn không thể chịu phần bốc hôi thối có lại là nó cách khoảng 1-2 cái số đấy. Là đứng con ngay môi nạc lớn đó. Bây đêm vẫn nghe hôi cực kỳ ngủ được. Là cái hôi thối của trại lợn ạ. Là cái thứ nhất ạ. Thứ hai nữa là cái nguồn nước là các chủ về dân xây đó. Nên là thôi không chịu đồ nổi. Trang trại lợn giống siêu nạc của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thành Lộc hoạt động từ năm 2011, có diện tích hơn 27 hectare với quy mô chăn nuôi tổng đàn khoảng 7.000 con. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 185 mét khối trên một ngày đêm. Trong khi đó, hồ Tràng Đen có diện tích 30 hectare là hồ thủy lợi vừa phục vụ tưới tiêu cho lúa, hoa màu, vừa phục vụ nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân tại xã Nam Hưng. Việc xả thải nơi đầu nguồn hồ Tràng Đen là bất hợp lý. Cái phản ánh của dân thì chi cục môi trường của tỉnh đã về là chủ trì làm việc và hiện nay thì đang lấy mẫu là ở hồ, rồi là một số giếng của một số gia đình thì đang chờ cái kết quả quan trắc lấy mẫu của chi cục. Sau đó rồi thì chi cục sẽ có cái kết quả và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, yêu cầu công ty Đại Thành Lộc khẩn trương khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của trại lợn. Trong thời gian này, công ty phải giảm tổng đàn lợn cho phù hợp với quy mô, công suất và đáp ứng hệ thống xử lý nước thải hiện có. Trong tháng 7 năm 2020, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, đạt 108,13 triệu đô la Mỹ, giảm 24,2%. Sang đến tháng 8, việc xuất khẩu khả quan hơn, đạt 280 triệu đô la Mỹ, tăng 25,9% so với tháng 7 năm 2020 và tăng 4,2% so với tháng 8 năm 2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu rau quả ước đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2019. Về mặt hàng, giá trị xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2020 giảm do giá trị xuất khẩu của một số các mặt hàng giảm, trong đó có thanh long, mặt hàng chiếm thị phần cao nhất với 34,4% tổng giá trị xuất khẩu, đạt 680,7 triệu đô la Mỹ, giảm 7,7%. Chuối đạt 119 triệu đô la Mỹ, chiếm 6%, giảm 9,1%.
Sầu riêng đạt 59,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 3%, giảm 66,3%. Vải đạt 35,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,8%, giảm 22,2%. Dưa hấu đạt 34,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,7%, giảm 37,7%. Nhãn đạt 21,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 1,1%, giảm 78,5%. Xuất khẩu rau quả giảm chủ yếu do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc ngày càng khó khăn khi nước này thực hiện nghiêm chế độ quản lý hàng hóa đưa vào tiêu thụ tại các chợ, siêu thị, tăng cường kiểm tra các loại giấy tờ. Các loại giấy tờ phải chứng nhận đạt chuẩn chất lượng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng từ mua hàng đối với hàng nông sản dùng làm thực phẩm. Vâng thưa quý vị, trong khi việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn thì việc xuất khẩu rau quả sang thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Từ nay đến cuối năm thì xuất khẩu trái cây có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể thì xuất khẩu trái cây sang Mỹ có nhiều tín hiệu khả quan sau những nỗ lực đàm phán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Mỹ, Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ AFID đã tiếp tục cử chuyên gia thực hiện giám sát xử lý hoa quả tươi xuất khẩu sang thị trường này sau những gián đoạn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, trái ngược với tình hình xuất khẩu các mặt hàng rau củ quả, kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đã đạt 4,5 triệu tấn và 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 10,4% về giá trị trong khi lượng giảm 1,7%. Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng gạo đã tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt bình quân 489 đô la Mỹ trên 1 tấn. Trên thị trường thế giới, tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2020, giá chào bán gạo trắng 5% tấm của Việt Nam đạt 480 đến 490 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011. Có thời điểm trong tháng 8, gạo 5% tấm đã vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam có giá xuất ngang ngửa với gạo Thái Lan, thậm chí bỏ xa gạo Thái Lan loại 5% tấm đến 20 đô la Mỹ trên một tấn. Sở dĩ gạo trong nước đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng gạo Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh đó, với những thuận lợi về thị trường, đặc biệt là nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ đợt dịch COVID-19, các doanh nghiệp thương mại gạo nước ta đang có cơ hội đẩy tăng sản lượng lẫn giá xuất khẩu. Ngoài ra, thì EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 cũng giúp một số doanh nghiệp sở hữu chuỗi sản xuất lúa gạo quy mô lớn đáp ứng các tiêu chí của thị trường khó tính, chốt được giá xuất khẩu cao đối với một số chủng loại gạo đặc biệt. Vâng, có thể thấy rằng giá gạo xuất khẩu của nước ta liên tục tăng những ngày gần đây. Mừng nhưng mà vẫn lo, bởi thực tế sản xuất lúa gạo trong nước thì vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là trong khâu tổ chức sản xuất. Các chuỗi liên kết còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đổi mới đột phá về tư duy. Đã 4 năm nay, gia đình ông Diện gieo trồng giống lúa Japonica Nhật. Đây được xem là giống lúa có sức sống tốt, ít sâu bệnh, lại được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, góp phần đem lại nguồn lợi nhuận ổn định từ 35 đến 40 triệu đồng trên một hectare. Hồi lúc trước mà mặn không có bao tiêu là cũng có bị những một số thương lái ép giá, là nguyên nhân cũng như trên đồng nếu mà lúa mà nhiều quá mà không có người mua. Còn từ ngày mà có bên công ty bao tiêu thì mình nói giá cả nó ổn định hơn. Dù chú trọng xây dựng chuỗi liên kết giá trị lúa gạo bền vững, tuy nhiên hiệu quả thu được tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tỷ lệ diện tích liên kết còn thấp, con số này chỉ dừng lại ở 35% với các địa phương có sản lượng gạo lớn như Kiên Giang, An Giang. Thị trường thì nó có giá cả, mà giá cả thị trường thì hiện nay đó thì lúc là lên rất là cao, lúc là xuống rất là thấp. Thì là có một số nơi thì là bà con nông dân và các cái tổ hợp tác hợp tác xã cũng như doanh nghiệp chưa có thống nhất về cái giá cả, cho nên là nó kéo theo cái tiến độ thu hoạch nó cũng chậm, rồi bà con nông dân chúng ta cũng hơi mất lòng tin. Theo các chuyên gia, để chuỗi liên kết này vận hành trơn tru thì sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp phải là yếu tố hàng đầu. Do đó, ở hoàn cảnh nào, doanh nghiệp cũng phải là người thực hiện cam kết trách nhiệm một cách cao nhất, thu mua hết lúa cho nông dân. Ngoài ra, thay vì thu hồi rồi mới xuất khẩu, thì doanh nghiệp phải có đơn hàng xuất khẩu rồi mới đặt hàng nông dân. Đối với người nông dân, cái đầu ra cực kỳ quan trọng. Thứ hai là sự cam kết về mặt duy trì cái lực mua trên thị trường. Thì ở tập đoàn mình là đã xây dựng được cái uy tín trong thị trường bao tiêu, là một khi đã
đặt hàng cho các cái tổ hợp sản xuất của nông dân thì người ta sản xuất ra là tập đoàn phải mua vào và mua đúng giá hợp đồng. Cái liên kết chuỗi này thì hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp chính là cái mắt xích mà họ có thể tìm được cái nguồn xuất khẩu, tìm được cái bạn hàng, sau đó họ sẽ quay lại họ tổ chức. Thì lúc ấy khi mà họ tổ chức ấy thì đề nghị các cấp, các ngành về chuyên môn hay là về chính quyền nên hỗ trợ họ, giúp họ nữa thì chúng ta mới tổ chức liên kết được. Mô hình liên kết sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường được xem là phù hợp với định hướng gia tăng giá trị, chất lượng lúa gạo hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là chiến lược dài hơi và cũng là con đường tất yếu để đem lại giá trị, thương hiệu cho ngành lúa gạo và hiệu quả cho người nông dân.